từ hỏi rằng trong thời gian qua nhà con có vợ chồng anh cả hay đi chùa và thường dự pháp hội ở chùa khai nguyên và anh chị con đã ăn chay trường gần 2 năm rồi con rất nể anh chị con nhưng có một điều từ khi anh con biết đến phật pháp biết có nhân quả và biết làm thế nào để hết báo thân này được vãng sinh về được vãng sinh nên anh con rất uh, rốt ráo muốn làm cho bố mẹ con biết chỉ để uh, khi nào hết báo thân này không bị khổ nên thỉnh thoảng anh con về quê thăm bố mẹ nói về vấn đề chết thì hai em trai của thì hai em trai uh, con chưa hiểu nên hay nói người ta mong được sống khỏe để còn đi làm kinh tế, nuôi gia đình, đằng này lúc nào cũng nói đến chết. Chính vì vấn đề này mà gia đình con hay mâu thuẫn, hai em trai, con ở ngoài cũng là người hiền lành, có hiếu với bố mẹ nhưng có điều chưa hiểu là khi hết báo thân này sẽ còn tái sinh và có nhân quả thôi ạ. À. Thầy giúp con với làm thế nào để cho hai, em trai hiểu về Phật Pháp và làm cho ba anh em hiểu nhau hơn, không bị bất đồng quan điểm nữa ạ. Cái này thì, cái này, này thì con phải góp ý với anh cả của con phải điều chỉnh những cái gì, những cái gì mà chúng sinh họ chưa đạt được cái 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 trình cái... độ ấy thì mình cũng phải từ từ điều chỉnh dần dần chứ đừng có vội vàng quá mà phải nói với anh con gì, phải thầy với các hòa thượng, với Phật với các hòa thượng và thầy đều nói là gì, người tu tịnh độ không phải là chờ chết, không phải là tu để chờ đợi chết để vãng sinh, mà người tu tịnh độ á, phải hành đúng như pháp, đó là phải gì, phải coi cái cuộc sống ở thế gian này là gì, tu làm sao mà phải coi cuộc sống thế gian này như là cái tịnh độ nhân gian, á? tức là mình không tự khởi phiền não và cũng không đem phiền não đến cho người. À, điều quan trọng là tự mình không khởi phiền não này, mà điều quan trọng thứ hai không kém đó gì, không đem phiền não đến cho người. Cho nên làm bất cứ một cái gì, nói bất cứ một cái gì hoặc hành động bất cứ một cái gì á, đều phải xem xét đến cái gì, xem xét đến cái đối phương ở trước của chúng ta, sợ rằng lời nói, hành động và việc làm của chúng ta khiến cho họ phiền não không? Ê, ví dụ như đây, trường hợp mà đây hai em trai của của con tức là em của anh cả con đó, nữa đó. Mỗi khi về thăm bố mẹ cứ muốn cho bố mẹ được rốt ráo như thế. Một đời giải thoát cho nên có thể là khuyên bố mẹ mẹ niệm Phật toàn nói về cái chết. Cho nên nó khiến hai em trai của con là gì? Bình thường ở ngoài đời nó rất có hiếu với bố mẹ. Mong cho bố mẹ mạnh khỏe để làm chỗ dựa cho con cháu. Nhưng anh cả về thì toàn nói về cái chết. Cho nên đương nhiên có khi hai em vì nó chưa hiểu Phật Pháp cho nên cứ nghe anh nói về cái chết và khuyên gì lo cho sự chết vân vân chẳng hạn. Thì đương nhiên nó nghĩ là anh có khi là mê tín dị đoan không tốt à, không tốt trường hợp này thì hôm nào con phải nói với anh con á dối dối thì đi lên thầy vào cái dịp tu khóa tu tụng kinh địa tạng vào buổi chiều á thì thầy không giảng á thì có thể xuống gặp thầy thì đả thông cho một chút có thể anh con thì còn đang cũng đang hiểu sai một chút về cái pháp tu tập trong Phật pháp cho nên á nói nó có cứ cứng nhắc quá vì vậy mà hai em và gia đình bố mẹ thì chưa hiểu được Phật pháp sâu đặc biệt là hai em chưa biết gì về Phật pháp cả mà cứ cái kiểu như thế thì có khi lại đưa em mình vào địa ngục nhanh hơn chưa cứu được bố mẹ là gì hai em mình có thể bảo địa ngục rồi vì sao vì nó không tin Phật pháp nó bán phá Phật pháp và nó coi gì Phật pháp là như một cái tôn giáo mê tín dị đoan làm cho anh nó mê mờ anh nó lại về rồi lại tiếp tục khiến cho bố mẹ nó mê mờ nữa vân 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 đó cho nên đó, cái này thì phải cẩn thận gọi là gì? các cụ ngày xưa nói là uh, chưa bắt được cá rồi thì vứt mất nơm rồi thì làm đã vứt mất nơm là làm sao bắt được cá đó tức là mất mất phương tiện rồi thì làm sao bắt được cá nữa vừa nhìn thấy con cá là quăng mất cái phương tiện đi thì làm sao bắt được cá nữa kiểu nó như thế đó. cho nên ở đây thì con cũng nên lưu ý anh con hôm nào thì có thể ngồi với thầy vào một cái khóa tụng kinh pháp hội tụng kinh địa tạng nó phải buổi chiều thì thầy thường hay rối rỗi thì có duyên thì gặp để trình bày thì thầy có thể tư vấn thêm trực tiếp cho À, ý thứ ba là từ nói anh chị con nói ở chùa Khai Nguyên mất à, khi mất đi được gửi ở tháp báo ân có lợi lạc rất nhiều nên mẹ con muốn được gửi ở chùa nhưng mà nhà con quê ở quê có chùa gần nhà và có sư thầy nên khi mà gửi lên chùa Khai Nguyên thì có lẽ lời nói ra nói vào bàn tán vì ở quê làng xã thì thầy biết rồi ạ vậy có thể hài cốt để ở quê để có mồ mả và di ảnh thì gửi lên chùa khai nguyên và chùa làng được không ạ à, hoặc phải như thế nào cúi mong con rất mong ngóng được thầy giải đáp những câu hỏi của con ạ à. con cảm ơn thầy nhiều con xin cảm ơn ami Đà phật con là trần thị hồng hiệu diệu huyền ở ô Chợ dừa hà nội theo thầy thì cái này cũng không quan trọng đâu. Nếu mà gia đình chúng ta mà không nhất tâm, tức là cả gia đình chúng ta chưa hoan hỉ được và chưa bàn được hệ thống nhất về cái vấn đề rồi sau khi chết đem thiêu hay đem chôn, đem gửi cho cốt lên chùa hay là đem chôn có mồ mà ở quê vân vân đó. Nếu chúng ta chưa thống nhất được cái vấn đề đó, thì cho dù có mang cho cốt lên chùa hay mang ảnh lên chùa thì cũng thế thôi chả giải quyết được vấn đề gì đâu. Các Phật tử phải hiểu cái tháp báo ân ấy, là Thầy xây để xây làm gì? Xây để dành cho cái thứ nhất là dành cho những đứa con hiếu thảo, muốn báo hiếu cha mẹ mình. Không nỡ đem cha mẹ mình ấy, lên nằm ở gì? Nằm ở ngoài nghĩa địa cả một đời tu, cả một đời học Phật và cả một đời tu. Thì khi mất đi sợ chưa được vãng sinh ấy, lại nên nằm ở ngoài nghĩa địa tức là ở gì? Ở bên cạnh những người, những cái vong ở bình thường ở ngoài như vậy thì chúng ta biết là họ chưa tu thì họ như người sống chúng ta thôi. Vẫn tham sân si, vẫn đủ các thứ. Ở trên đời giống như người sống ở người đời chúng ta thôi. Nhưng nay á, nếu mà vào trong tháp báo ân này thì cũng giống như là các sư tu hành đại chúng tu hành tinh tấn như vậy, hoan hỷ như vậy. Thì giống như là chúng ta chỉ đủ cơ duyên để vào chùa xuất gia tu hành thôi. Cái phương án này nó nếu mà đối với gì? Vong linh chưa thực sự được giải thoát ngay sau khi mất hoặc sau 49 ngày vẫn còn chấp vào cái nắm xương, cái báo thân trước của mình á, để gì để làm cái nơi đi qua đi lại, tức là còn mình nói nôm na dễ hiểu còn là ma, chưa được giải thoát còn là ma, thì cái nắm cho đó chính là cái nơi để cho họ đi về. Và đi về ở đây là gì? Đi về ở đây không phải đi về một cái nơi mà xô bồ như ở ngoài nghĩa trang kia, như ở ngoài xã hội kia mà về nơi này là về nơi thanh tịnh về nơi cửa Phật đây gọi là một hình thức xuất gia đấy nói với các quý vị đây chính là một hình thức gì cho xuất gia gì xuất gia tu hành nhưng mà ở đây thì có người lại nói rằng ở như vậy thì ngày lễ ngày Tết ngày Dỗ ngày Tết thì có được về không ở nhà chùa nhốt không thầy không nhốt đâu cũng giống như các phật tử khoảng độ hai ba chục phật tử đến để đăng ký gì đăng ký gọi là à, tu ở tại chùa đây giống như xuất gia giống như người xuất gia cũng ăn chay tùng kinh niệm Phật tu tập tinh tấn như các sư vậy không có khác nhưng mà nhà có dỗ có tết thì thầy có giữ đâu thầy vẫn cho về bình thường nhưng về xong hết xong vài việc vài hôm thì các phật tử lại lên tu tập như vậy các thể phật tử thấy an, an lạc hơn nhiều thấy không bị vướng bận vào cái pháp thế tục nó gì nó lôi cuốn mà mình thì thân tuy chưa được xuất ra thực sự chưa được cạo tóc mặc y phục xuất ra của đệ tử phật nhưng mà tâm có vị để sống cũng giống như người xuất ra không có khác cho nên đây cũng là một hình thức để cho khiến cho vong linh à, của người đã mất kia nếu chưa được đi đầu thai thoát hóa thì sớm được siêu thoát về cảnh giới tây phương cực lạc hoặc là gì quái trời quái người được hưởng phúc báo trường thọ và có trí tuệ công đức và lại gặp Phật pháp tu tập trong kiếp tiếp theo tương lai đáng lẽ ra thầy nói đáng lẽ ra có thể vong linh của vị đó khi mà đang trong kinh địa tạng nói trong vòng 49 ngày đang trong giai đoạn cân tội nặng nhẹ đó mà nếu người làm con cháu mà chỉ không biết cái Phật Pháp, không biết làm việc phúc thiện để hồi hướng cho cha mẹ, cho người thân mới quá cố kia đó, thì gần như chắc chắn trong vòng 49 ngày vong linh đó sẽ khởi phiền não, lo lắng và liền đọa trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sinh. Nhưng mà Kinh Địa Tạng nói là trong vòng khoảng 49 ngày đó, người thân là gì? Biết kiến lập đàn tràng, cung thỉnh chư tăng, chư tăng ni đọc tụng kinh văn, vô thí cũng giảng phóng thi sinh tu phúc làm việc thiện để hồi hướng cho vong linh người đó thì người đó gì bảy phần công đức người đó nhận được một phần cứ tuần tự như vậy khi mà có khi chưa hết 49 ngày người đó đã được gì đã được vãng sinh hoặc đã được siêu thoát về cảnh giới lành trời người hưởng phúc báo vân vân đó cho nên cái việc mà sau khi mất đi đem báo thân cho cốt lên gửi nơi tháp báo ân này nó cũng có lợi rất lớn về phần đó mà một cái lợi mà chúng ta thấy là cái lợi đó là lợi vô cùng cho những người thân còn sống là gì? Từ chỗ không biết Phật Pháp, dần dần có thể biết Phật Pháp. Từ chỗ chưa có niềm tin với Phật, chưa lễ Phật được ngày nào, được cái nào. Thì bây giờ tự nhiên là gì? Khi mà đưa gì? Ví dụ con chẳng hạn, đưa bố đưa mẹ lên chùa, cúng ở chùa chẳng hạn, thì nó có bất hiếu đến đâu thì đến lúc đó nó cũng phải gì? Cũng phải quỳ mà lễ theo để các sư và theo các cụ đến trợ niệm cho gia đình, theo họ hàng. Đó mà thậm chí là gì? còn một cái nữa lợi ích nữa là một ngày lễ ngày tết ngày rỗ ngày chạp thì thường thường là thay vào cái đi ra nghĩa địa để thắp hương mời bố mẹ về nhà thì nó lại lên chùa nó thắp hương nó mời bố mẹ về về rỗ về nhà à. thì mà về thì chẳng có một đứa con nào mà đến chùa một ngôi chùa trang nghiêm thanh tịnh sừng sững như vậy trang nghiêm như vậy mà nói gì nó không vào thắp hương cho phật mà nó chỉ có đứng ở ngoài nó vái mẹ nó về cả không có chuyện đó vái bố thỉnh bố nó về không có chuyện đó mà liền nó nói gì? cái đầu tiên nó phải vào chùa lễ Phật đấy thành tâm hay không thành tâm miễn nó cứ vào chùa nó lễ Phật được đó là quý rồi lần đầu tiên nó chưa thành tâm lần thứ hai chưa thành tâm ai dám chắc chắn là lần thứ ba nó chưa nó không phát khởi tâm lành được lần thứ tư nó không gì không phát khởi thiện tâm lễ Phật chân thành được hoặc năm đầu năm thứ hai năm thứ ba nó chưa thành tâm ai dám chắc chắn là cả đời này mãi mãi nói gì nó không thành tâm được cho nên trong kinh pháp hoa đức phật nói rồi người đời khi sau này Đức Phật nhập Niết Bàn á, đến ai mà bất cứ thanh nam thanh nữ tú hay là thiện nam tín nữ hay là một bất cứ một kẻ ác nào đến chùa nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật chỉ cần gì hơi cúi đầu xưng nam mô Phật hoặc là giơ một tay lên xưng nam mô Phật Phật cũng thọ ký cho nhờ cái duyên lành đó người đó nhiều đời nhiều kiếp cũng sẽ được thành Phật đó, cho nên đây là một cái duyên lành thù thắng bình thường còn sống chúng ta không thể không thể độ được cho cho đứa con gì ương bướng vào trong cửa Phật à, quy tam bảo và tín Phật tin nhân quả nhưng mà khi chúng ta chết đi cái mấy có chỉ có một nắm cho chúng ta nho nhỏ bằng một bát cho hơn bát cho thôi thế mà lại gì lại độ được chúng nó gì độ được chúng nó vào nơi cửa Phật biết cúi mình trước gì trước tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật biết cúi mình xá chào gì? các sư trong chùa A Di Đà Phật vân vân đó cái thiện duyên đó đã được gieo vào trong chúng từ ai lại ra của nó thì sau này chắc chắn cái thiện căn đó một ngày nào đó đủ duyên nó sẽ đơm hoa kết trái nảy mầm đơm hoa kết trái và cái việc gì? thành phật trong những kiếp tương lai chắc chắn là gì không phải là hoa vậy không phải hoa chuyển vậy cho nên ở đây thì phật tử này hỏi rằng á muốn đưa 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 mẹ vào chùa khi mà sau khi mất gửi cho cốt vào chùa nhưng mà sợ là gì, à, hai đứa con và mọi người ở làng quê là gì là nói năng thế này thế khác, không đồng ý cho nên là chôn ở nhà với gửi ảnh lên có được không, theo thầy không cần thiết đâu. À, cái đấy chả quan trọng nếu mà gia đình nhà chúng ta chưa hoan hỉ được mà mình còn gì còn vì tiếng khen, tiếng chê của dân làng xã hội đó, thì tốt nhất là đừng có lên làm gì, đừng có nhập tháp, báo ân làm gì, cứ để bà cụ ở nhà thì đem chôn với các cụ gia tiên bình thường xong rồi ra chùa làng cúng tuần 35 49 này thất thất trai tuần hồi hướng như thế cũng tốt rồi. À, cũng tốt rồi, không cứ là phải lên tháp báo ân. À, tháp báo ân thầy thầy chỉ dành cho những người đã quy tam bảo và thực sự cả người sống lẫn người chết trong gia đình thì đều hoan hỷ và phát tâm muốn làm cái gì cái việc việc đó. Cả người mất kia, cả cái tức là cả cái cụ vong khi chưa mất cũng muốn cái việc đó và con cháu gia đình đều À, nhất tâm 100% đó thì thầy mới nhận bằng không thầy cũng không nhận à, vì đây là cái một cái việc nó rất tế nhị trong cuộc sống nếu sau này mà thầy mà nhận vào á nhớ đâu thì à, cái vong đó không an hỉ chẳng hạn thì sau này mà chưa giải thoát nó phá bính với quay âm thì khổ lắm à, các đệ tử của thầy sau này ở mà nó không đủ tài đủ đức á, để mà khuyến hóa các uh, vong linh ở dưới các cụ cùng tu á, thì loạn quay âm thì khổ nữa cho nên cái này thì Thầy chỉ dành cho những người gì nhất tâm muốn làm Phật tử Đã là Phật tử Nhất tâm đã là Phật tử và muốn vào nhập tháp thì Thầy mới đồng ý à, Cái này thì Thầy xin trả lời như vậy Còn thì Phật tử cứ nên bàn bạc gia đình cho nó kỹ Không được thì thôi theo Thầy cứ để ở nhà Không sao cả Không cứ là phải mang ảnh hay là mang gì lên đây Còn cái Pháp hội Trung Phong, hay Pháp hội Quan Âm hay Pháp hội Địa Tạng Thì muốn siêu độ báo ân cho cha mẹ thì cứ lên các làm sớ Làm bài vị các thầy sẽ nhất tâm hồi hướng cho cùng chú nguyện cho cái đấy thì cũng đã tốt rồi